Ok, và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thầy NG đây, và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Vua Động Vật, The King Emmy, King gì nhỉ? King Emmy, Emmy Animal gì đó. Và game này nó khá là hay, nếu anh em nào thích thì để lại cho mình một like, một comment và một chia sẻ nha anh em. Nó sẽ là cái động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nha. Và chúng ta bắt đầu thôi nào, let's go. Mình có rất là nhiều bạn bè request này. Mình đang full bạn rồi. Ui, nhiều lắm anh em ạ. Accept all nhá. Nên tất cả những người nào mình những người nào mà full bạn rồi thì mình cũng bất lực, không làm gì được. Bây giờ mình tiếp tục là mình sẽ lấy vàng này. Đấy. Ui, nhiều đồ lắm anh em ạ. Game này hay. Chính là game rất là hay này. Mình có thể là hôm nay mình có nên mở một con hero gì đó mới mới không nhỉ? Friend request my friend. Đây là những người mình online và mình có thể gửi quà, gửi đồ cho họ là được. Ok. Con gì đây? Outfit shop. Ui, con hà mã hay con gì đó đẹp lắm anh em ạ. Ui. Nhiều đây là những cái outfit con lợn rừng này. Đi Mr. Event. Lấy thôi. Xin luôn, có bộ giáp hay bộ gì đó, có cái thẻ gì đó này. Beginner Join us. Chúng ta có 7 ngày để mình hoàn thành xong tất cả nhiệm vụ ở bên này nhé. Để nhận rất là nhiều đồ ấy. Mình không mà nhận đồ thì rất là phí luôn ấy. Thật sự luôn ấy. Nè, cho tối ấy, ngồi mình làm hết mấy nhiệm vụ đi. Không làm thì rất là phí. Cảm giác rất là phí phạm luôn. Dĩ nhiên rồi. Ngày 5. Đó, chúng ta sẽ lấy hết cái đống này nha. Rồi. Weekly cards. Cái này mua game à? Mua game anh em ạ. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Khi đạt được những cái thành tựu á, ui được cái hòm này. Ok, thôi cũng không vấn đề gì cả. Rồi, chúng ta sẽ được thêm thêm thẻ anh em ơi, tội gì mà không lấy nhờ. Đi mở hero. Mở hero đâu nhỉ? Quên mất tiêu à, mở hero đâu à? Đây, quán rượu đây anh em, đây. Lại có 50% cơ, 50% sale off anh em ơi. Đã tiếp tục sử dụng cái này thôi. Ui da. Có gì mới, con rùa này. Con chó này. Con nhím này, Helger Dogs. Tiếp tục có thể triệu hồi thêm bằng 5 tấm thẻ đây anh em ơi. Ui rồi, có gì mới không? Dog Assassin 4 sao, Kaula Ranger, Helger Dogs. Ok, chúng ta đã hoàn thành xong cái này. Và chúng ta 10 summon sẽ được chắc chắn. Thêm 10 summon nữa sẽ được chắc chắn tới một con hero cực khủng ở bên này. 5 sao. Game đủ đấy đâu, không đủ game, vấn đề không đủ game ấy. Backpack có gì không nhỉ? Hero gọi là mấy con này rất là nhiều con xịn nhá. Gấu 4 sao này. Ôi, ai à, chỉ mình gấu à? Ai chà, chỉ mình gấu. Beer Warrior, đẹp cho ai nhỉ? Đẹp cho ai thì có nhiều người yêu thôi. Cho có một số con mới. Có thể kể đến con nhím này. Nhím nó có. Nhím giống con đấy kia. Show on class. Misty Mythical. Được rồi thì chúng ta sẽ vẫn sử dụng cái team hổ với mấy con này thôi. Không, được con hổ đẹp quá. Mấy con hổ đẹp dã man luôn. Có kết hợp được không nhỉ? Có một cái phần là phần kết hợp Hero Arts Last Pro Most. Chó cái thứ này. Chó lên được 4 sao rưỡi. Đấy, chó lên được 4 sao rưỡi. Con chó này cũng thế này. Dưới này cũng thế này. Nhìn trông cũng hay nhỉ. Nhưng mà mở rất là nhiều mà cuối cùng vẫn không được cái gì cả mấy cả. Đánh nhau tiếp. Ok. Đây, đánh nhau vào cái map này đây anh em ơi. Làm gì? Tại sao không cho mình đánh tiếp nhỉ? Battle này. Rồi, đây là team mà chúng ta gọi là thế là mạnh nhất của mình hiện tại rồi.
Có các kangaroo này, con chó chiến binh này, đẹp ơi. Có khi mình dùng con chó chiến binh anh em ạ. Thấy con chó chiến binh rất là đẹp và rất là nhiều ai rất là hài. Wow, tự động đánh hết anh em ạ, đánh sướng quá. Mình cũng không cần phải làm cái gì cả. Không cần phải làm gì gọi là quá là nặng nhọc. Tự động đánh hết nha. Ui trời ơi, thiên thể. Thiên thạch rơi từ trên đầu xuống ạ, sợ thật. Battle, tiếp tục nào. Tiếp tục tiến công nào anh em. Con gấu cầm cái quyền trượng nhìn trông cũng đẹp chứ nhở. Đây, con gấu cầm quyền trượng đây anh em. Attack down. Nó sẽ bị giảm cái sức tấn công xuống nha. Con hổ khỏe dã man luôn. Có từ chiêu lan ấy. Con hổ 6 sao hay 7 sao gì đó mình không nhớ rõ lắm. Ok, 5 tấm thẻ này. Chúng ta sẽ cần... hình như 5 tấm thẻ mình có thể là mở được hay sao ấy. Taverns. Ôi, tôi có 5 tấm này. Triệu hồi thế méo được bây giờ. Vãi nồi. Đáng lẽ mình có thể triệu hồi được không? Đèn, thế nhở? Làm sao mà lấy được cái này? À, ok, ok. Cứ đánh thôi anh em, cứ đánh thôi. Xong rồi sẽ khắc lên được thôi anh em. Cứ đánh nhiều vào. Cứ đánh nhiều vào là khắc lên được thôi. Chúng ta thay con này đi. Bởi một con... Ui, giật hết cả mình. Rakon Mess. Ui, con chó cầm quả kiếm vàng thì trông đẹp đấy chứ nhở. Đây này. Đây. À, thấy không? Assassin. Chúng ta có đổi sang được cái Mess này. Hoặc là Paladin. Cầm quả Paladin. Chó. Ai chà. Chain class. Chúng ta đang có nhiều hiệp sĩ này. Pháp sư này. Mình nghĩ con này chúng nên cho Assassin thì nó sẽ hợp lý hơn anh em nhỉ. 10 đã. Tính sao. Thêm một skill nữa dành cho con này luôn. Và đồ của nó ưu tiên con này trước anh em nhé. Ưu tiên con hổ trước. Những đồ xịn nhất dành cho con hổ trước. Dĩ nhiên rồi. Con hổ và con sư tử là hai con cần đồ nhiều nhất. Thế thôi. Xong con báo là cần đồ nhiều thứ ba. Xem cứ dần dần mà thay đổi thôi. Con này đích có đồ gì xịn nữa rồi. Con này dừng lại ở mức độ gọi là quỳ có nhà mà mía rồi. Yeah. Dogs Assassin. Đấy thôi. Không có đề gì. Con chó mới. Con báo con Black Panther nhìn cũng đẹp trai phết. Yeah. Duỳnh một cái này. Thực ra trong này nó cũng không có quá nhiều các loại động vật quý hiếm. Chỉ có thêm một vài con gấu hoặc là con chó hoặc con rùa hoặc vài con gì đấy. Con báo kìa. Anh em thấy con báo không? Con báo có khá nhiều trường phái. Con báo này là con báo loại khác. Con báo hiệp sĩ. Con báo mình là con báo Paladin cầm quả thương. Và mình rất thích con báo cầm quả thương này nhé. Không cần biết là anh em thích cái gì mình đánh hết cái đống này đi. Kiểu gì cũng sẽ lên được cả một đống điểm để kiếm thêm một con 5 sao đấy. Con hổ đẹp quá, con hổ vừa đẹp vừa khỏe quá anh em. Thật sự luôn. Duỳnh này. Triệu hồi luôn ạ. Triệu hồi từ trên trời xuống ạ. Nhiều game hay này mà anh em không chơi thì đúng là cực kỳ phí phạm luôn. Cá sấu kìa, mình chưa có con cá sấu anh em. Con cá sấu ấy tuyệt quá nhỉ, chưa có. Và hy vọng là sẽ sắp tới sẽ có con cá sấu. Duỳnh này. Wow. Đẳng cấp đấy anh em. Xịn dã man luôn đấy chứ, đúng không? Level 7. Ok. Chúng ta sẽ Hero Album. Active. Lion. Active hết được cái gì? Có thể Active hết được cái gì? Được cái gì nhỉ? Chả biết được méo gì luôn. Ôi đây là cái team hiện tại nó đang sở hữu Hero Album. Kệ đi, không vấn đề gì. Campaign complete. Tại sao không đánh được tiếp nhỉ? Tại sao tôi không đánh được tiếp ta? Đang có cái gì đó hơi sai sai. Ok, đây là những có con cá sấu 5 sao này. Đây có cả sói cơ anh em ạ. Ui, có nhiều loài bò lắm, nhiều động vật lắm, bò, gà, chim chóc, ABC cơ, nhiều lắm. Mình thấy như vậy. Đấy, đang đánh dở đây anh em. Chúng ta cứ đánh được đến mức nào thì đánh thôi. Ok,
nhận sau anh ạ. Thế tôi đoán là nhận sau đi. Anh em cứ tập trung vào đánh cho mình thôi là xong. Anime game. Rồi, nó cho mình đánh đâu? Campaign stage complete. Hình như là mình phải xong một cái gì đấy cơ. Đây là nhiệm vụ hàng ngày này, đây là nhiệm vụ hàng ngày này. Daily, nhiệm vụ hàng ngày, nhiệm vụ daily đây anh em ạ. Campaign, ôi game. Ok, tôi lấy kiểu gì đây? Thật sự tôi không biết lấy kiểu gì đó, đi kiểu gì luôn. Thế là mình không biết là lấy kiểu gì luôn ấy. Thật sự luôn, anh em có biết đâu, có thể chỉ mình không? Không biết mình tiếp tục mình sẽ đi theo kiểu gì luôn. Đây, nó bắt mình vào đây à? Upgrade này. Bắt mình upgrade thì mới cho hoàn thành trong nhiệm vụ này à? Hình như là vậy anh em ạ. Hero album đã xong. Vẫn chưa xong đâu anh em nha. Nhiều ấy. Không ai được free một lần đúng không anh em? My god, không hiểu lắm. Thật sự tôi không hiểu lắm là tôi sẽ đi kiểu gì với cái này luôn ý. Tôi không hiểu đi kiểu gì luôn. Được đấy. Không biết là đi kiểu gì luôn. Ôi trời, mình chưa có con gì đấy. Mình chưa có con gì. Ui, con chó đẹp thế. Warus Ranger 5 sao luôn ạ. Tiên được con 5 sao ạ. Ui, Francis Summon. Hiện tại con đang có 5 cái trái tim. Fashion Summon. Bây giờ mình dùng hết rồi. Mình nên chưa có con bò hoặc con gì đấy ấy. Thì nó đẹp hơn. Nhưng mà vấn đề là xin cái số tài khoản đã liên kết. Có tận level 23, mình có level 7 à. Chứng tỏ game này cũng khá là nhiều người chơi chứ đúng không? Thật sự nhiều người chơi nhưng mà mình không biết đi kiểu gì luôn. Campaign state complete là sao nhỉ? Hero Aslas. Con chó này lên được 4 sao rưỡi. Chúng ta gọi đấy là 4 sao rưỡi nha. Không biết đánh kiểu gì đâu luôn đấy. Thế Hero Campaigns. Ô đây này. Có Butter này, mình ấn nhầm anh em, ấn nhầm vào một cái kia. Những cái trận nó đã được đánh rồi ấy thì không được ấn lại. Thì ra là vậy. Ui, nó yếu quá. Vậy nó không thể nào mà chống lại sức mạnh cực kỳ bá đạo của mình thôi anh em nhé. Mình nó bá quá rồi. Ok, close game. Tiếp tục. Buster game. Tiếp tục close thêm. Và đây này sẽ là Mystery Shop. Mình vẫn đánh được mà anh em, thoải mái đi. Xong. Level 8 anh em, hiện tại đang là level 8. Và bên này là cái Mystery Shop. Wow. Đây là đồ ấy. Free chúng ta cho sẽ đổi random anh em ạ. Và mình nghĩ là game thì chúng ta nên để dành để mở thêm 10 con nữa là hợp lý á. Good. Còn 12 tiếng nữa cơ mà đúng không? Tốc độ cấp tối đa rồi. Bọn này nó không ăn được mình đâu. Level 20. Mình có thể đi full cái map được luôn anh em ạ. Một nhát, hay quá. Khỏe, dã man luôn. Rồi thì chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em nhá. Bye bye.